Vâng, chào mừng các bạn đã đến với khung giờ quen thuộc của đấu trường danh vọng mùa xuân 2018 vòng bảng quốc gia. Và đây là thời điểm chúng ta sẽ cùng đến với ngày thi đấu thứ 3 của tuần thi đấu thứ 3. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem lại kết quả của hai ngày thi đấu trước, khi mà TTN có được chiến thắng 3-1 trước EVOS và Adonis bất ngờ để thất bại 0-3 trước Sài Gòn Phantom. Đồng ý, nếu như cái chiến thắng của TTN thì có phần dễ hiểu hơn với sự trở lại của người chơi đường giữa, đó là Cỏ. Thì ở trận thi đấu thứ 2 thì Adonis Sport mặc dù đang có một phong độ rất thăng hoa với hai chiến thắng sau hai vòng thi đấu đầu tiên, đã phải chịu thất bại 0-3 trước Sài Gòn Phantom một cách rất chóng vánh. Và ngày hôm nay mùng 10 tháng 3 thì chúng ta sẽ có một trận đấu đầy duyên nợ giữa KTV và Dẹp Team ở lượt về vòng bảng quốc gia đấu trường danh vọng mùa đông 2017. Thì chính Dẹp Team đã giành chiến thắng trước Game TV, qua đó buộc đội tuyển này phải đứng thứ 3 chung cuộc tại vòng bảng và phải đánh từ trận tứ kết. Đồng ý. Và nếu như nói về cái sự duyên nợ này thì còn phải nói đến việc là ở lượt đi thì Game TV đã giành chiến thắng trước Dẹp Team với tỷ số là 2-1. Sau đó thì đến lượt về thì Dẹp Team đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0, trong đó có một trận thi đấu cực kỳ hủy diệt trước Game TV với một chiến thắng giãn cách về lượng tiền cực lớn ở ngay phút thứ 7 của trận đấu. Và chiến thắng đó đã gián tiếp khiến cho Game TV phải đánh từ trận tứ kết mới có thể giành được chức vô địch. Tuy nhiên thì đó lại là có lẽ là một động lực để giúp cho Game TV có thể cố gắng hơn để tiến với cái chức vô địch đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 3 của hai đội tuyển này, và chúng ta sẽ đến với đội hình của Game TV để có thể biết được những cái tên ra sân trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, tiếp theo là đối thủ của họ, Dẹp Team. Vâng, phải nói là sự có mặt của Saru phần nào đó giúp cho Dẹp Team trở nên đáng gờm hơn rất nhiều. Tuy nhiên có vẻ như sự trở lại của anh này sau vài ngày vẫn chưa thể nào gọi là gánh team, khi mà Dẹp Team vẫn có một thất bại ở trong tuần thi đấu thứ 2, đúng không? Đúng vậy. Và thật ra là cái thất bại trong tuần thi đấu thứ 2 của Dẹp Team là tương đối đáng tiếc, khi họ chỉ chịu thất thủ trước Sài Gòn Phantom với tỷ số là 3-2. Và họ đã có hai lần vươn lên dẫn trước trước Sài Gòn Phantom nhưng lại ngậm ngùi phải chịu thất bại trong tuần thi đấu đó. Ở bên phía Game TV thì key player của chúng ta là Yueki Sosufun. Anh chàng này ở trước khi mà cái mùa giải này khởi tranh thì có lẽ người ta đặt kỳ vọng nhiều vào PS Man cũng như là Proe hơn. Nhưng những gì đã thể hiện trong những vòng thi đấu vừa qua thì hoàn toàn đồng ý đây là key player của Game TV, người thi đấu vẫn là ổn định nhất. Đặc biệt là kể cả trong trận thua 1-3 của Game TV trước Adonis thì Yueki vẫn có thời điểm tỏa sáng, và có thời điểm tỏa sáng. Thậm chí trận thua anh ta vẫn thực sự thăng hoa và không bị kiểu được feeder. Đồng ý. Key player của bên phía Dẹp Team vẫn là Bão thôi, rõ ràng. Bão. Khi mà một KDA thấp như vậy nhưng nhìn sang cái điểm MVP trung bình anh ta cũng rất tốt với con số là gần 7. Thì phải nói rằng Bão đang giữ một cái phong độ cũng như là uy kỳ vậy, khi mà Dẹp Team thua thì Bão vẫn là người chói sáng nhất. Tức là dù cho đội tuyển thì có thắng có thua nhưng mà Bão thì vẫn giữ được cho mình được một cái lượng đồ, một cái lượng kinh nghiệm và một cái KDA cũng tương đối ấn tượng. Cũng có những thời điểm mà anh ta bất lực nhìn nhà chính mình phá hủy, khi mà thậm chí anh ta còn chưa phải nằm xuống mạng hạ gục nào cả. Đó là rất đáng tiếc dành cho Bão. Và nói chung là xét về hai bên thì rõ ràng là bên phía Game TV vẫn đang nhỉnh hơn một chút, kể cả về mặt gọi là key player, là điểm số của key player cũng như là thành tích đối đầu, cũng như là kể cả là cái đánh giá của phía chuyên môn. Thì chúng ta sẽ phải đến vào trận thi đấu để mới có thể biết được rằng ai sẽ là người chiến thắng trong trận thi đấu ngày hôm nay. Khi mà Sài Gòn Phantom gặp vào Dẹp Team, họ luôn ưu tiên một lượt cấm, luôn ưu tiên và Murat nhắm thẳng Bão, và Game TV cũng có một lượt cấm tương tự như vậy. Hiện tại gần như Murat sẽ không được sờ tới trong những lượt cấm, mà chỉ cấm khi mà bên kia có một thành viên chơi bị tướng này quá ghê thôi. Lượt cấm đầu tiên của bên phía Dẹp Team đó là Timmy, một trong tướng có tỷ lệ cấm cao nhất tại giải đấu lần này với con số là 37 lần cấm. Đúng vậy, và đứng thứ hai đó là Superman, nhưng cực kỳ bất ngờ đó là trong tuần thi đấu trước, mặc dù thả Superman ra trong cả 3 trận thi đấu nhưng cả hai đội tuyển đó là Adonis Esports và Sài Gòn Phantom đều không lựa chọn Superman trong đội hình của mình. Thì ngày hôm nay có thể Superman sẽ lại được ra sân chăng, khi ở thời điểm hiện tại chỉ có một lượt cấm nữa thôi nhưng Superman vẫn chưa xuất hiện trên bảng ban
Một điều làm tôi khá bất ngờ nữa đến từ lượt cấm của GTV đó là Senia. Đây là cái vị tướng mà gần như PSman rất thích con bài tù của PSman. Nhưng có vẻ như sau khi bị Ankinay củ hành, cuộc tay đôi giữa Ryoma và Senial thì GTV quyết định là thôi, không chơi con này nữa và cũng không muốn để cho đối phương có nó với đúng một lượt cấm thứ hai. Và nên nhớ rằng Ryoma cũng đang là một trong những lượt pick nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Tức là nếu như lượt ban nhiều nhất là dành cho TV và Superman thì ở trong lượt pick nhiều nhất chúng ta có thể kể đến đó là Ryoma. Và ngay sau khi Superman bị cấm đi thì không có lý do gì mà Game TV không lấy cho mình con bài cực kỳ mạnh ở vị trí đi rừng ở thời điểm hiện tại, đó là Violet. Nhưng vấn đề là khi mà chọn Violet này thì Violet sẽ đi đường nào? Bởi cá nhân tôi nhận xét thì MC cũng không đánh quá hay như vị tướng xạ thủ. Trong trận đấu với Adonis thì anh ta cầm cho mình đó là Lindis, nhưng anh ta không có một điểm hạ gục, thậm chí là không có một điểm hỗ trợ nào và kết thúc trận đấu đó với KD là 0-2-0. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Lindis là vị tướng nó khó chơi hơn so với Violet. Với những cú lộn bắn của Violet thì sẽ dễ dàng để lấy được mạng hạ gục hơn, với lại cả Violet thì di chuyển cùng với đội hình cũng sẽ dễ dàng hơn so với lại cả Lindis. Thì cũng có thể là Violet dành cho đường đơn, nhưng theo tôi được biết thì nó cũng không phải là vị tướng ưa thích của Ma Tông cũng như là Peaceman. Đồng ý. Thì rất có thể nó vẫn sẽ dành cho Mờ Sương thôi, người đi rừng của bên phía Game TV. Rất bất ngờ khi hai lựa chọn đầu tiên của dẹp team lại không nhắm tới Lữ Bố. Thường khi mà đối phương có một con bài ổn định và tốt nhất ở trong lựa chọn đầu tiên thì đội đỏ sẽ đưa ra hai lựa chọn, đó là Ryoma cùng Lữ Bố đúng không? Có thể đảm nhiệm cả vai trò solo đường và đi rừng nữa, nhưng đó lại là Chao Na. Và Chao Na này thì tôi không nghĩ Saru sẽ đánh Chao Na, với một kỹ năng cao của mình Saru sẽ thích đánh những con bài gây sát thương lớn như là Tulen hay là Lauren hơn. Đặc biệt khi mà Tulen bên phía Ueki thì Saru sẽ hướng tới Lauren nhiều hơn là đánh Chao Na được nữa. Ngày hôm trước thì Ueki đã thể hiện con bài Tulen cũng tương đối tốt đúng không? Ngoài ra thì cũng phải nói đến nữa là kể cả về con bài Lữ Bố thì nó sẽ là một sự gần như là ban vào phía Ma Tông ở bên phía Game TV khi anh chàng này cũng đã có những tình huống cân 2 cân 3 cùng với con bài Lữ Bố. Đúng ý. Ở trong tuần thi đấu trước đó. Và lượt lựa chọn thứ hai của bên phía Jet Team sẽ là hướng đến những vị tướng nào khi chúng ta đang nhìn thấy một con bài phép thuật và một con bài có thể đảm nhiệm vị trí đi rừng, đi lên, đi roam đều được, đó là Ryoma. Thì Wonderman ổn đúng không? Ổn. Thực ra có một điều khá bất ngờ, tức là một sự khác biệt giữa giải đấu tranh danh vọng và giải GCS Đài Loan, đó là gần như các đội tuyển sẽ hướng tới Wonderman ở trong lượt cấm nhiều hơn là lượt chọn như thế này. Đúng nhưng vậy. Ở đấu tranh danh vọng thì gần như Wonderman được thả rông rất nhiều và chọn nhiều hơn là được cấm. Thêm một bất ngờ nữa, đó là con bài Joker. Đúng. Hiện tại đang là một trong những con bài được ưa thích bậc nhất của các game thủ Việt Nam ở đường giữa. Đúng. Thì với cái con bài Joker này thì chúng ta có thể thấy được rằng nó sẽ rất cơ động và rất hữu hiệu ở thời điểm đầu game. Cũng như nếu như bạn có thể giành được lợi thế để có thể push nhà thì Joker cũng sẽ góp một đam sát thương cực kỳ lớn lên trụ của đối phương. Nhưng nếu như trận đấu kéo quá dài và cũng như là có quá nhiều cái hiệu ứng ở thời điểm cuối game thì Joker lúc đó sẽ không phát huy được quá nhiều sức mạnh nữa. Và nếu như để Joker đi đường giữa như thế thì bạn sẽ phải hy sinh một con bài phép chủ lực để có thể hy sinh vị trí đó cho Joker. Nhưng ở bên phía Jet Team đang làm những điều tương đối bất ngờ, đó là sự xuất hiện của cả Chao Na, Joker và Lauren. Với cái lựa chọn đó là Lauren cuối cùng như này thì tôi xin mạn phép đoán đội hình của Jet Team, đó là Lauren đường giữa. Đúng vậy. Hai cánh thì đó là Wonderman và Chao Na. Ryoma sẽ đi rừng và trợ thủ sẽ là Joker. Ngoài ra tôi có thể dự đoán thêm một tình huống nữa xảy ra, đó là việc người chơi ở vị trí trợ thủ sẽ đánh cho mình đó là con bài Chao Na. Vì tôi đã nhìn thấy HLN đánh con bài này đi trợ thủ 4 đến 5 lần trong đấu trường danh vọng, kể cả vòng thăng hạng lẫn cái vòng 1 và vòng 2 thì đã có khoảng 4 đến 5 ván đấu và HLN cầm Chao Na đi trợ thủ. Thì đấy là tùy thuộc vào cái việc là độ quen tay của các thành viên bên phía Jet Team sẽ là như thế nào thì họ sẽ lựa chọn cái đội hình như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự hoàn thiện đội hình của bên phía Jet Team. Thì như vậy là Joker vẫn sẽ đóng vai trò trợ thủ. Và ở bên phía bên kia thì không ngạc nhiên khi Mờ Sương sẽ là người duy nhất cầm xạ thủ và đi rừng, chứ không phải là một vị tướng nào khác. Lữ Bố vẫn nằm trong tay Ma Tông, người đánh thuận tay nhất con bài này thì nên là được cầm Lữ Bố. Một trong những bất lợi của Jet Team đó là họ đang không có một cái cấp cứu nào. Thực sự đây là một điều tương đối đáng tiếc. Đồng bởi ý. Tôi nghĩ là Chao Na nên bỏ cái trừng trị đi và lấy cho mình cái cấp cứu. Ở giải Đài Loan thì có thời điểm mà Senial thậm chí phải hy sinh cái trừng trị và phải lấy cấp cứu khi Đồng mà ý. Cái đội hình của bạn không có vị tướng nào phù hợp với cái phép bổ trợ là cấp cứu như vậy. Thì tôi nghĩ là Gum cũng nên là hy sinh cái trừng trị đi để lấy cấp cứu. Hoàn toàn đồng ý, bởi vì biết là Chao Na cầm trừng trị thì cũng sẽ khỏe. Nhưng mà với việc cả đội hình của bạn không có một cái trừng trị nào thì nó lại cấp tương cứu. Đối không có một cái cấp cứu nào thì nó sẽ là tương đối mỏng manh là một. Cái thứ hai nữa là sẽ bất lợi rất lớn trong giao tranh. Đồng ý. Thì với một đội hình ở bên phía bên kia lại ép trụ toàn diện như Violet và Malok thì bạn nếu như không có được cái cấp cứu
bạn sẽ không thể hỗ trợ cho đồng đội của mình tốt hơn, nhất là trong tình cảnh Chanel đã bị cấm đi rồi thì rõ ràng là với những pha ép trụ của Violet sẽ rất nguy hiểm. Thực sự là đáng sợ, thậm chí rằng với Rioma trong đội hình của mình rồi Joker đúng không? Đó là hai con bài rất mạnh, nhưng không có cấp cứu tôi nghĩ là GTV vẫn thừa sức có thể tràn ra và giao tranh thắng lợi ở cấp độ đầu tiên. Bởi nên nhớ rằng đội hình của GTV có Malok và Oma, đó chính là hai con bài có thể gây sát thương rất lớn trong những tình huống cấp rừng ở thời điểm cấp độ đầu trận. Chúng ta đã từng nhìn thấy bên phía ST ở bên phía Đài Loan đúng không? Họ cầm cho mình đó là bộ ba Malok, Chakna và Violet đi cướp rừng khủng đến như thế nào, khi họ thậm chí là còn cướp cái turn đầu tiên ở bên phía đường trên, sau đó họ mới ăn đi cho mình cái bùa của đối phương, rất kinh khủng đến từ bộ ba này. Và chúng ta đang thấy PS Man đang có động thái di chuyển tương đối là cao. Wiki và Proe chắc cũng đã lộ tầm nhìn rồi. Còn với dẹp team thì họ không giao tranh, họ ngay lập tức né giao tranh và Rioma của Bão di chuyển ra phần bùa xanh của Game TV, và đó chỉ là pha trao đổi bùa đến từ hai bên. Nếu như trong pha thi đấu này mà Game TV lựa chọn việc cũng ăn đi một tên lính rồi sau đó thì mới ra đến chỗ con bùa xanh thì có vẻ như còn họ còn có lời hơn nữa, giống như cái cách mà ST đã làm ở trong trận thi đấu trước đó. Còn ở thời điểm hiện tại thì có lẽ vẫn chỉ là đổi bùa thôi. Còn bên phía Mờ Sương thì có lẽ anh ta sẽ có một chút lợi thế khi kiếm được thêm cho mình một con quái con của bên phía rừng của dịch team. Cũng là pha di chuyển hay của Uyeki và Proe khi đã di chuyển ra con nhện đó phần rừng của Game TV và ngăn cản cho Bao ăn cái bãi rừng đó. Và chúng ta thấy là Proe đang thi đấu hỗ trợ đồng đội rất nhiều, đầu tiên là cướp rừng, tiếp theo là hỗ trợ bảo vệ rừng và bây giờ là hỗ trợ để ăn con chim để tạo lợi thế cho PSman ở những thời điểm cấp độ đầu. Như vậy là Rioma sẽ cam ở bên lên của Ma Tông rất nhanh và họ có lẽ là đúng. Họ đúng bởi Ma Tông vẫn được biết đến là một người chơi tương đối là hớ hênh ở những pha di chuyển. Anh ta có kỹ năng rất cao nhưng bù lại thì anh ta lại có một khả năng di chuyển tương đối lỗi. Uyeki ra nhưng anh ta quá đơn độc, bật cho mình cái bất tử. Tôi nghĩ Uyeki sẽ gãy trong tình huống này và đúng là gãy thật. Cú choáng tốt đến từ Proe, hai điểm hạ gục dành cho GTV, thậm chí là ba với cái chiêu cuối được tạo ra bởi Mờ Sương. Saru chưa có đại phán xét và đó là bốn điểm hạ gục dành cho GTV. Rất tiếc nó không phải là một cái qua kill đúng không, khi mà Proe đã ăn đi một mạng của bên phía Zed Team, nhưng phải nói đến đó là công cực kỳ lớn của hai của mạng. Chính Proe luôn. Tôi nghĩ là cú gõ choáng đó là rất nhiều sát thương bởi khi mà gõ choáng thì nó sẽ là sát thương theo phần trăm máu. Hợp lý, nhưng trước đó là công của Iwaki. Anh ta chết đi nhưng anh ta kích hoạt được cái nội tại, sau đó anh ta mới chết. Và sau đó là một cú choáng quá tốt của Proe và kết thúc được bốn mạng của bên phía Zed Team. Tưởng chừng như Zed Team đang có lợi thế thì ngay lập tức họ bị trả đòn một cách cực kỳ đau đớn. Quay trở lại tình huống mà Ma Tông phải lên bảng điểm số, tôi nghĩ phản xạ của Ma Tông lúc đó là quá chậm. Bởi nên nhớ là trước khi mà Bão xuất hiện thì đó là cú bắn của HLN. Đúng. Rồi Ma Tông vẫn đứng im và để cho Bão tiếp cận và xỉa một cú choáng cực đau. Nhưng mà trong tình huống đó thì chúng ta thấy ngay được lợi thế của cái cấp cứu của Proe là gì. Đó là việc anh ta sẽ giúp cho Uyeki có thể gây được đam nhiều hơn trước khi anh ta nằm xuống đúng không? Với cái cấp cứu đó thì Proe đã giúp cho Uyeki có được cái 5 điểm dấu ấn và sau đó thì anh ta gây được rất nhiều đam lên đối phương, sau đó anh ta mới nằm xuống. Và cú choáng của Proe là những gì cần thiết nhất cho Mờ Sương có thể tỏa sáng trong tình huống đó. Chắc chắn Gum sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm trong tình huống này, bởi đây là Chao Na, gần như bạn sẽ không thể nào giữ chân được Chao Na với yêu khống chế của mình. Còn về Bão thì lúc này anh ta, đằng sau anh ta là Saru, tất cả là để bảo vệ con thủ dân và con thủ dân nó thuộc về Bão. Bây giờ thì hiện tại Violet đang rất xanh sao và nên nhớ cái sức mạnh của Violet khi xanh sao là như thế nào. Liên tục ép cho mình những cái trụ đó sẽ là Violet trong thời điểm tiếp theo. Với Oma và với Malok cũng như là Tulen ở ngoài cấu rỉa thì đây là một cặp bài cực kỳ đáng gờm ở những cái trụ của bên phía Zed Team. Nhưng lúc này thì Ma Tông rõ ràng xin lỗi, Mờ Sương đang khá lạc lối đúng không? Bởi thường khi mà Violet dọn xong một vòng rừng, đúng vậy, không có mục tiêu để ganh lên hay là đi cướp thì sẽ ra đường. Sẽ ra đường để có thể đẩy. Nhưng Mờ Sương di chuyển quá chậm và cái việc anh ta ra đường thì đồng nghĩa đối phương cũng đã ở gần đường rồi và đồng ý. Anh ta sẽ không để lại bất cứ một sự phát huy nào sau khi có được hai điểm hạ gục. Tức là thực ra là đôi khi là Mờ Sương còn không cần thiết phải ăn hết cho mình cả vòng bùa cơ. Anh ta hoàn toàn có thể giống như hôm trước ES Block đã dùng một cái bài đó là chỉ ép nguyên một phần rừng của bên phía đối phương. Đồng ý. Và sau đó thì lấy bằng được một cái trụ để lấy lợi thế và sau đó thì ép những đường còn lại sau. Họ sẽ lấy đi trụ rất nhanh với Violet liên tục lộn bắn và với sự bảo kê của Oma cũng như là Malok. Nhưng thời điểm hiện tại thì có lẽ là Mờ Sương chưa làm được gì nhiều sau những lợi thế đầu trận. Và tôi để ý rằng sau khi xóa sổ xong rừng thì anh ta thậm chí còn ra đường để ăn tiền và kinh nghiệm của người đồng đội của mình, rồi sau đó lại tiếp tục vào rừng để farm, thì có vẻ như đây là chiến thuật của Game TV, đó là
Mà Sương không cần ganh, nhiệm vụ của anh là cố gắng farm một cái bức cháy máy rồi sau đó vách xác vác khoảng 2-3 đồ ra thì đánh nhau thì lúc đó sẽ nói chuyện. Và đây là Ueki băng vào hơi sâu, anh ta có cho mình cái bất tử, anh ta chưa kích hoạt bất tử, rất nguy hiểm. Đó là Ueki chưa phải nằm xuống với một chấm máu nhỏ nhỏ. Cứ tưởng như đấy là tình huống sẽ lao lên và dùng chiêu cuối của Ueki, nhưng có lẽ là anh ta đã dùng chiêu cuối từ trước đó rồi và anh ta không còn cái chiêu cuối để kết thúc vào bão nữa. Ngày thi đấu hôm nay, buổi trưa nay chúng ta đã được chứng kiến một trận thi đấu của SMG với lại cả Master Shield. Thì trong trận thi đấu đó chúng ta đã thấy được rằng đến phút thứ 8 tỷ số trận đấu vẫn là 0-0. Và sau đó thì đến khi Violet của Chi Chi đạt được ngưỡng sức mạnh của mình, anh ta lấy trụ chỉ từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là xong toàn bộ gian trụ của đối phương. Rất kinh khủng, nên là cái việc mà nếu như Mờ Sương vẫn tiếp tục có cho mình trang bị như thế này thì cũng không phải là cái gì đó quá tệ đối với Game TV. Hoàn toàn đồng ý, và anh ta sắp sao lên cho mình cấp 9 rồi. Nhưng tôi cần một cái gì đó thực tế hơn từ Mờ Sương, đó là tình huống ép trụ hoặc là ép rồng chẳng hạn. Đúng vậy. Từ nãy giờ anh ta di chuyển nó chưa có được một ích ngoài việc đó là farm, và nên tận dụng được cái lợi thế từ việc farm nhiều và có điểm hàng hùng như vậy để snowball đối phương. Đúng giống vậy. Như cái cách mà Xprock dùng. Khi mà đối đầu với Team Flash, và đây là giao tranh ở con rồng, và con rồng nó thuộc về cho Dẹp Team. Mờ Sương đang chọn mục tiêu để bắn, anh ta đang lộn lên tuyến trên, nhưng anh ta lại lộn xuống, đang bị Giáp Lê tấn công. Anh ta có được cấp cứu đến từ PS Man, Giáp Lê vẫn đang tấn công vào Mờ Sương. Bên kia thì Proe và Ueki cố gắng tấn công Saru và sẽ hạ gục Saru với một cú choáng, còn Mờ Sương thì cũng hạ gục được Giáp Lê. Đó là 4 điểm hạ gục tiếp theo dành cho Game TV, và họ nâng tỷ số trận đấu thành 8-2. Trong tình huống vừa rồi thì rõ ràng là Oma của Proe và cũng như là Tulen của Ueki đã thi đấu cực kỳ tốt. Rõ ràng Mờ Sương đã bị loại hoàn toàn khỏi giao tranh bởi Giáp Lê với cái giáp tay thần kỳ, và cũng như sau đó là anh ta ép góc liên tục vào Mờ Sương. Nhưng cuối cùng thì người tỏa sáng lại là người chơi đường giữa cũng như là người chơi trợ thủ của bên phía Game TV. Họ có 4 mạng hạ gục và thời điểm hiện tại tỷ số mạng hạ gục đã là 8-2. Lượng tiền chênh lệch là 3.000 tiền, rất nhiều lợi thế dành cho Game TV. Ở thời điểm này có lẽ Mờ Sương nên bắt đầu hành động rồi. Trước khi hai đội gặp nhau tại trận đấu này thì đã có một trận đấu gọi là tiền đề trước, đó là vòng loại đấu trường danh vọng loại mùa xuân 2018 đúng không? Thì đó là trận đấu mà PSMan, à xin lỗi bạn, đó là Proe tỏa sáng với Batman. Đúng vậy. Và khiến cho Dẹp Team cũng thua thảm hại với tỷ số là 2-0. Đồng ý là trong trận thi đấu đó thì Game TV đã chứng minh được quá nhiều trước Dẹp Team. Mặc dù thời điểm đó đánh giá là thời điểm thay máu của bên phía Game TV. Đồng có ý. Giao tranh ở trụ đường trên và có thể cái trụ đường trên sẽ bị lấy mất. Mờ Sương đang gặp nguy hiểm, anh ta vẫn còn khoảng 1.000 máu, quay lại trả sát thương. Đồng đội của anh ta quá nhiều. Và bão tới làm được gì hay không đây, cú xỉa trượt. Anh ta tấn công vào Proe nhưng đang tạm thời phải lùi đi. PSMan có nội tại và đang làm chậm được bão. Bão cố gắng lết, Saru cũng muốn làm chậm đối phương. Nhưng sát thương tiếp tục được dồn vào. Saru bật cho mình đại phán xét, bắt đầu quẩy. Nhưng quẩy không được và ít ra thì anh đã chấm dứt được Proe. Chấm dứt được người chơi trợ thủ của bên phía Game TV mà có vẻ như rất căng thẳng. Thì ở thời điểm hiện tại rõ ràng Mờ Sương vẫn đang được nuôi rất béo. Anh ta có cho mình là 4.800 tiền. Trong khi đó người chơi có được số tiền lớn nhất ở bên phía Dẹp Team đó là anh chàng Bão mới có được cho mình, đó là 3.800 tiền, chênh nhau đã là 1.000 tiền, tức là nửa món trang bị. Bắt vào Ma Tông đó là 3 thành viên của bên phía Dẹp Team. Chắc là bắt được, và lúc này chỉ cần một cú xỉa của Bão thôi, xỉa chuẩn xác. Giáp Lê có roi quất theo và tiếp tục tấn công vào người của Ma Tông. Ma Tông đã gần tới trụ rồi. Cú trừng trị này của Bão nó không trúng vào Ma Tông, nó mà trúng vào con lính. Và điều đó giúp cho Ma Tông có thể về được, và thậm chí là anh ta đang cố gắng ở lại câu kéo để đồng đội anh ta tới. Trong tình huống cũng khôn ngoan để lùi lại. Trong tình huống vừa rồi thì HLN có vẻ như không muốn đuổi. Nếu như anh ta đuổi sớm hơn với phát bắn nội tại của anh ta thì có thể Ma Tông đã bị giữ lại. Nhưng rất tiếc là có một sự tương đối không hiểu ý. Nếu tôi nhớ nhìn không nhầm thì có phát bắn nội tại. Ma Tông bị làm chậm. Ngay sau đó thì anh ta lùi lại đúng luôn. Rồi, anh ta không chiêu cuối đúng không? Đúng, không ta không kèm theo một cái bom cười nữa. Ở bên phía bên trên Ma Tông có vẻ như đang tay đôi với lại cả Wonder Woman, có sự trợ giúp của Proe. Còn ở đường trên nữa thì PSMan cũng đang 1-2. Bão và Giáp Lê phải lùi khi mà đối phương là 3 người. Còn tôi thấy PSMan cũng đuổi được 2 thành viên của đối phương. Và gần như Game TV đang thắng đúng Dẹp Team trên toàn mặt trận. Có cảm giác như bây giờ bắt vào người nào của bên phía Game TV cũng cực kỳ khó đúng không? Với cả hai cánh đều rất trâu và rất lực, nhất là Malok của PSMan thì bây giờ có thể là 2 thành viên thì anh ta cũng không hề ngán. Và lúc này thì Bão cũng đã di chuyển ra, quẹt rất nhiều máu và thậm chí có luyện ngục trời thẳng mặt luôn. Hất tung được Bão, vực hỗn loạn được bật. Batman tiếp tục hồi máu, hút được một lượng khiên rất nhiều. Proe đang di chuyển lên, Bão chưa phải nằm, Bão đã lùi về thành công. Nhưng Gum thì lại là câu chuyện khác. Lôi điểu hạ gục được Bão. Còn với Gum thì anh ta bây giờ chỉ biết cắm đầu và chạy thôi. Nhưng tôi chạy rất khó đâu. Khi trước mặt Gum là cái trụ của đối phương. Và đó là double kill cho Ueki.
nếu như Gum có một chất tướng như Airy của Bão thì mới có thể hy vọng được một cái gì đó có thể bất ngờ xảy ra. Nhưng rõ ràng là chất tướng của Chắc Na không cho phép anh ta có thể có được một cái bất ngờ gì cả. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ gian trụ ở bên phía ngoài của bên phía Red Team chỉ còn duy nhất cái trụ đường giữa, và có lẽ trong ít phút sắp tới thì nó cũng sẽ bị lấy đi, trừ khi Game TV muốn tới hướng tới con kinh công trước khi lấy đi cái trụ đó. Tôi nghĩ rằng nên hướng tới con kinh công ở thời điểm tại. PSman đã ra rồi, và với sát thương của Tulen, sát thương của Violet và sự chống chịu đến từ PSman thì họ thừa sức ăn được con kinh công. Nhưng cảm giác cái sự ép của Game TV nó vẫn không thực sự mãnh liệt lắm, đúng không? Khi mà ở thời điểm hiện tại, nhẽ ra con bùa xanh của bên phía Red Team sẽ nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của các thành viên về Game TV. Nhưng đây là lý do. Đây là lý do họ không ép, bởi họ đang tốn người ra kinh công. Nhưng đó là cú fake check, cú kiểm soát tầm nhìn đến từ Giáp Lê. Anh ta bị tấn công, bị giữ lại, choáng đến từ Proe. Luyện ngục không hất tung được bất cứ ai cả, nhưng HLN cũng phải nằm. Gum tới không để lại quá nhiều ý nghĩa, có lẽ phải bật vực hỗn loạn để bỏ chạy trong tình huống này hay chăng đây? E chừng như là hơi khó, bởi khả năng bám đuổi và sát thương là rất nhiều. Lôi điều chưa đủ sát thương và lôi điện cũng không chuẩn xác. Saru bật đại phá xét bắt đầu bay, nhưng bay không ổn, bật cho mình cái bất tử và vẫn bị hạ gục bởi Weki. Như vậy con kinh công nó chỉ là mồi nhử của các thành viên bên phía Game TV. Có người ra họ sẽ đánh thẳng mặt và họ có cho mình ít nhất là một cái trụ đường giữa, còn nhiều hơn sẽ là hai cái trụ, cả trụ đường giữa và trụ đường dưới sẽ bị lấy mất trong tình huống này. Bão di chuyển ra nhưng tôi nghĩ là cũng không làm được gì đâu, bởi đây là PSman và anh ta thậm chí còn không có một pha tấn công nào cả. Hai đường dành cho Game TV, cái trụ cuối cùng có thể sẽ là ba đường, và đó là Proe, đó là luyện ngục, hất tung được HLN vào Gum. Sau sát thương trở lại HLN, anh ta vẫn sống, quay trở lại với giận bắn. Proe không bị làm sao cả. Mercenary tấn công bão lộn qua bên kia bờ tường, tôi không hiểu để làm gì cả, và để nằm xuống cho nó nhanh, có thể là như vậy. Và có vẻ như cái phán một của chúng ta giữa Game TV và Red Team đã có kết quả với chiến thắng thuộc về Game TV. Giao tranh cuối cùng, HLN nằm, double kill một lần nữa cho Ueki. Saru cũng sẽ phải nằm thôi, và thậm chí rằng không cần hạ gục Saru, Game TV vẫn có được chiến thắng. Trong những tình huống cuối cùng thì có vẻ như Game TV đánh kiểu gì thì cũng thắng thôi, khi họ quá trâu quá lực và họ đã có được cho mình cả ba đường lính siêu cấp. Ở trong trận thi đấu thứ nhất thì tâm điểm của bên phía Game TV đó là cú choáng ngay đầu trận của Proe, đúng không? Với cái cấp cứu của mình cộng với lại cả cái cú choáng 3 gây choáng tất cả các thành viên của bên phía Red Team thì đã khiến cho Red Team bị mất ngay thế trận ở thời điểm đầu trận. Nếu như mà Mờ Sương có được cái cảm nhận tốt hơn về về việc ép trụ thì có lẽ là họ sẽ còn chiến thắng trận thi đấu này nhanh hơn. Đó là điểm nhấn thứ nhất, và điểm nhấn thứ hai có lẽ pha tranh ở con rồng. Đó là pha mà Mờ Sương để mất rồng, nhưng bù lại thì Game TV cũng có được 4 điểm hạ gục. Đồng ý. Và sau cái tình huống đó thì gần như chúng ta sẽ Red Team không gượng lại được. MVP được của trận đấu đó là Mờ Sương. KDA rất đẹp, thực sự là đẹp, với con số là 609. Đó là con số rất phong thủy, 69. Con số phong thủy. Đồng ý với con số này thì Mờ Sương hoàn toàn xứng đáng với cái MVP của mình. Nhưng ở bên trên phải nói đến đó là sự làm xuất sắc của PSman, Ueki và Proe. Trong trận thi đấu này thì Game TV Matong không thể hiện được quá nhiều điều, nhưng những thành viên còn lại của anh ta, nhất là người chơi đường giữa và người chơi trợ thủ, đã làm việc rất tốt. Proe có những cú choáng tốt, còn Ueki, tôi vẫn rất thích cái tình huống ở hang rồng. Đó là tình huống mà Mờ Sương đã bị loại hoàn toàn bởi giao tranh bởi Giáp Lê. Cái giáp tay thần kỳ đầu tiên giúp cho anh ta không thể kết thúc được con rồng, Mờ Sương không trừng trị được con rồng đó. Đồng ý. Sau đó là Giáp Lê liên tục dí thẳng vào Mờ Sương, và ở bên trên chỉ có Proe và Ueki Sozofun. Thì hai anh chàng này đã lấy được cho mình đến 3 mạng hạ gục. Trong khi đó thì Mờ Sương nhây cùng với lại cả Giáp Lê để lấy cho mạnh mạng hạ gục cuối cùng. Tuy nhiên cũng phải kể tới đó là sự hỗ trợ của PSman mới giúp cho Mờ Sương hạ gục được Giáp Lê. Bởi tôi nhớ đó là tình huống mà PSman không đánh tuyến trên nữa, quay trở lại hỗ trợ Mờ Sương rất nhiều cùng với cái cấp cứu. Đây là cú choáng tốt của Proe và giúp cho bản thân anh ta có được 2 điểm hạ gục, và Mờ Sương là cũng 2 điểm hạ gục nốt. Support mà xanh quá, có cho mình đến 2 cái bùa ngay ở phút thứ 1, phút thứ 2. Đó là cú luyện ngục của PSman, nhưng khi nhận ra đấy, Mờ Sương bị Giáp Lê tấn công, PSman quay trở lại hỗ trợ anh thì ta ở rất bên nhiều. Trên chỉ cần 2 thành viên của bên phía Game TV đã có thể kết thúc được nốt tất cả những mạng hạ gục còn lại rồi. Rất tốt đến từ Proe và Ueki, căn đam sát thương cũng rất chuẩn. Còn đây là pha thi đấu mà Saru hạ gục được Proe, đúng không? Đó là cú chấm dứt. Đúng vậy. Nhưng bù lại anh ta cũng phải trả giá, và Bão thì may mắn sống được. Còn thế đây là pha 1-2 từ PSman, và sau đó thì Bão không phải nằm, đúng không? À, Bão phải nằm. Bão vẫn phải nằm. Đó là lôi điều của Ueki. Đúng vậy. Và nếu như trong tình huống vừa rồi thì có lẽ là phải nói đến đó là PSman cũng không quá mặn mà với việc đuổi theo Bão, mà nhường nhiệm vụ cho những người đến sau, đó là kiểu Proe bảo là anh ta sắp đến rồi. Thế còn lại thì nhiệm vụ của những thành viên còn lại là truy đuổi nốt Jack Na để có thể kết thúc. Còn đây là con kinh công làm mồi nhử và kết thúc trận đấu với một vài sao tranh chiến thắng toàn bộ của các thành viên bên phía Game TV trước Red Team. Họ có được 4 mạng hạ gục, và sau đó hình như còn là quét sạch.
đây là một pha quét sạch nửa mùa, tức là sau đó thì có một thành viên của bên phía rẻ team ra thì phải Gum không chết. Saru ra bật bất tử, hết bất tử nằm hết xuống, bất tử đúng không? Xuống. Tức là chỉ còn mỗi một mình Gum chạy được về với một ít máu ít ỏi. Và trận thi đấu kết thúc ở ngay phút thứ 11 sớm. Ừ, đây là pha tranh cuối cùng, pha tranh mà Bão lộn qua bên kia bờ tường, tôi không biết là anh ta lộn để làm gì. Nhưng rõ ràng cũng không có ý nghĩa đúng không? Tức là lúc đấy cũng chán rồi. Chán thì rồi. Có lẽ là muốn lấy thêm một mạng hạ gục với Proe, lúc đấy đã hơi yếu máu thì anh ta có lẽ nghĩ rằng bổ sung thêm một chút vào cái KDA của mình. Nhưng rất tiếc là anh ta cũng không làm được điều đó. Trận thi đấu đầu tiên, rõ ràng là trận thi đấu của Game TV, ngay từ đầu thời điểm đầu cho đến thời điểm cuối cùng của trận đấu. Có chăng chỉ có một chút bất ngờ ở thời điểm đầu trận, đó là việc Maton bị bắt lẻ mà thôi. Và chúng ta thấy rằng Valet vẫn là một con bài gọi là nên đưa ra một lượt cấm đúng không? Hoàn toàn bởi đồng ý. Nó thực sự là thể hiện một cái sự hủy diệt. Nếu như rơi tay đúng người chơi. Và cái chiến thuật nó hợp lý liên quan đánh xung quanh Violet thì nó có nói chung là quá kinh nhưng khủng. Còn phải nói là Violet nó lại không kén người chơi. Tức là rất nhiều game thủ có thể chơi được con bài này, kể là người chơi đường đơn hay người chơi đường giữa hay người chơi đường rừng thì cũng có thể cầm con bài này tương đối gọi là dễ dàng. Nếu như mà muốn ở đạt được một cái trình độ cao hơn giống như là ESPro, liên tục lộn bắn qua các bờ tường thì bạn sẽ cần một chút kỹ năng hơn. Nhưng kể cả không có điều đó đi chăng nữa thì đam sát thương của Violet vẫn là rất lỗi. Đó là những diễn biến ở trong ván đấu đầu tiên của cuộc đối đầu hai đội tuyển GTV và Dẹp Team. Và có lẽ chúng ta cùng nghỉ ngơi ít giây trước khi đến với ván đấu thứ hai của hai đội.